Ngày thứ hai ở trên đảo hoang, Cỏ đã chế tạo thành công máy lọc nước ngọt giúp anh gấu đỏ thoát khỏi nguy hiểm. Bita từ đất liền đến cứu cả nhóm. Tuy nhiên, khi quay lại thì bị mất thuyền, nên cả bốn lại một lần nữa mắc kẹt trên đảo hoang. Cả nhóm tiếp tục lang thang trên đảo hoang tìm cách quay về đất liền và đi tìm đồ ăn. Làm thế nào để trở về đất liền là vấn đề quan trọng nhất. Các bạn hãy cùng theo dõi ngày thứ 3 sinh tồn trên đảo hoang của nhóm Hà Sam nha! Chúng mình vừa mới phát hiện ở trên đảo hoang này có một vườn chuối các bạn ạ. Xung quanh toàn chuối là chuối, rất nhiều chuối luôn. Anh gấu đỏ, mày có anh gấu đỏ ạ? Ngoài đảo hoang này thì là xung quanh toàn là nước thôi. Mà có cái vườn chuối này thì chắc chắn là có chuối. Ui, cây chuối này to này, khô này, không biết là bên trong nó rỗng này thì nó có nước không các bạn nhỉ? Ôi ôi, nó rất là nặng các bạn ơi. Vấn đề nước uống là vấn đề rất là cấp thiết các bạn ơi. Trong này có nước không nhỉ? Không có các bạn ạ. Ui, đây 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 đây, anh có đỏ, anh có đỏ, anh có đỏ, cỏ nhanh lên ra đây, ra đây, đi 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 đi, nước đây, nước đây. Ui, nước đây này. Wow, nước đây, đây giống như nước mưa ấy. Wow, đây 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 đây, đây nước này, đây nước này, đâu 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 đâu, bên đấy có. Ui, nhưng bên này ít nhỉ, bên này ít xíu luôn ấy. Ui, nhưng mà nước này có bẩn không à Tam ơi? Nhưng mà trên đảo hoang này, thà uống nước bẩn còn hơn là chết khát. Bọn em chọn cái nào? Chọn uống nước anh ạ. Chọn uống nước chứ. Ôi ôi à, ôi dồi ôi, uống một ít mà tôi cổ khá khá tảng. Còn một ít thôi anh cho Hà Sam, gọi anh uống hết bây giờ đấy. Chia sẻ các bạn ạ. Ui ôi ôi, nước là không uống, em rơi hết ra ngoài rồi. Quý quá thì mất rồi ạ. Bây giờ anh em mình đi theo những gốc chuối này xem có những cái hoa chuối nào mà có nước này nữa. Tìm rồi anh em mình đựng nhiều vào, tại vì ở đây sinh tồn lâu ngày là phải cần nhiều nước. Thế thì hoa chuối này em vẫn đặt ở đây để biết đâu vẫn có nước. Mai nó lại mưa anh ạ. Mai có nước xương. Đúng rồi. Ai là Hà Tâm đặt sẵn ở đây. Mai ta còn cái hoa chuối khô các bạn. Ui, có chuối chín kìa. Chuối chín đây 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 đây. Đi em lấy. Cẩn thận đấy coi, cẩn thận cẩn thận. Cố lên. Ui ui. Ui ai. Cố lên. Không thả bom, không thả bom là thối lắm đấy. Cẩn thận. Ôi. Wow. Hóa ra cây này là nó đã bị đổ sẵn rồi các bạn ạ. Ui ôi, nhìn này, hai quả chuối này các bạn ơi. Ui, hai quả chuối chín luôn nè. Ui ôi, xem cái cây này nào. Hình như cây này bị mục rồi các bạn ơi. Ui, rồi. Cây này bị mục hết rồi các bạn ạ. May quá là nó không bị gãy ngay từ đầu. Thế nên ấy, là nó có thể bảo vệ được cái nải chuối này các bạn ạ. Trời vừa lắng, mưa ngay được các bạn ạ. Không biết đội kia tìm được gì ăn không. Như mình á, tìm được lõi chuối ăn. Cũng ngon đấy, nhưng mà hơi chát. Bọn cậu làm gì phải đi tìm đồ ăn xa. Ăn cái này ngon lắm. Cái này là cái gì đây? Nõi chuối. Ăn đi, ngon lắm. Hào, ngon. Ôi dồi ôi. Đắng lắm, chát lắm. Không ngon như là quả chuối tớ vừa mới ăn đâu. Đâu, cậu lấy ở đâu ấy? Tớ lấy bên kia nhưng mà tớ ăn hết rồi. What? Ui mưa rồi các bạn ơi. Tìm chỗ chú. Ui, Hà Sam, sao em ngồi ở đây làm gì? Ê, anh ơi, mình tìm chỗ chú nhưng mà mình đã có lều đâu. Em phải che cái này này để cho nó đỡ mưa. Ui, ui, bọn em làm gì đây? Em đang lấy nước anh ạ. Trời mưa thế này là chúng mình không sợ thiếu nước ngọt để uống nữa rồi. À, nước nó đọng ở trên tàu lá chuối này này anh ấy. À, cỏ dùng cái kia thì... Khi ta dùng kia thì cỏ đến mai hết, không được. Bay hết ra ngoài rồi. Đứng nhanh khá mồm này rồi. À, là nước mưa rơi xuống ấy các bạn ạ. Trời mưa rồi các bạn ơi, càng lúc càng mưa to hơn. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ làm một cái lều để trú ẩn các bạn nhá. Các em ơi, nhanh nhanh lên. Làm một cái lều bằng lá chuối này. Rồi tre này. Rồi... thêm một ít bìa cắt tông. Bìa cắt tông nhặt được này. Thế nên... Ở chỗ này được không các em ơi? Ra hẳn chỗ cây này được không? Chỗ này cách biển rất xa nên là không lo sóng biển đánh vào các bạn ạ. Và bây giờ tất cả mọi người chỉ đang ngồi đây. Ui, sao nhìn ai cũng thân thờ thế này hả? Hà Sam, buồn à? Đột nhiên ấy, em nhớ mẹ quá anh gấu đỏ. Mà cái tóc này 5 ngày rồi không gội đầu, bết hết rồi các bạn ơi. Còn Bita này, mặt cũng cười bắt đầu cười.
Anh ơi cho em về nhà, em nhớ mẹ em rồi. Ôi, nhìn mặt mẹ điêu lắm các bạn ơi. Rồi, vừa mới đi hôm qua mà đã khóc. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cắm trại đây nha. Đào cò, Bita, đào hố để cắm trại đi. Tại vì ở biển đây gió rất là to nên chúng mình không làm lều ở trên cao được, mà chúng mình sẽ làm lều thấp xuống dưới các bạn nha. Để sóng biển gió vào thì không bị sập lều. Lỡ chẳng may đêm đây nó mưa to, liệu có khi nào chỗ này anh em mình ngồi thành ao không? Anh làm thế này để cho nó an toàn là sao mà, để nước không chảy được vào đây. Đây. Nếu mà nước chảy vào đây rồi thì đêm... nó ra kiểu gì anh? Với lại á, đêm mình nằm sâu sâu dưới lòng đất thế này là ở mưa nope. Nằm ở trên là gió mạnh lắm, rét lắm, run lắm. Đi nữa ra có khả năng là phải chắn bịt cửa hay không thì nước nó chảy vào. Cái này rất là cao các bạn ạ. Wow. Nằm cao lên. Đẹp không hả Sam? Đẹp. Wow, các bạn ơi, cái khung nhà đã xong. Và bây giờ là chúng mình sẽ nối cái lá chuối các bạn ạ, để làm cái mái, đúng không anh Cấu Đỏ? Trời trời, sắp mưa rồi nên là chúng mình phải làm khẩn cấp, khẩn trương. Trời ơi, bây giờ là đầu tóc em gọi là ướt hết rồi đấy nè anh ơi. Anh cũng ướt có kém gì em đâu. Nhưng mà vì một tương lai tối nay có chỗ ngủ. Không phải ngủ ngoài trời như hôm qua nha. Trời ơi, biết ta anh cậu trồng mía à? Cắm vào đây mưa cho đỡ hát. Trời ơi, mưa cho nó đỡ hắt đấy mà còn cắm thưa thế này thì ăn thua gì. Đây bọn mình ấy là đang sinh tồn ở trên đảo hoang mà giống như kiểu là đang đi kiểu như là du ngoạn thiên nhiên ấy, mà làm như là kiểu như là phong cảnh nó hữu tình. Tại vì ở đây không biết bao giờ mới có người cứu chúng mình nên là cứ phải làm một cái nhà chắc chắn để ở hay sao ạ? Vâng, đây đây là một cái cửa các bạn ơi. Cái cửa này này xây nó sẽ thấp hơn so với lại các mặt xung quanh đấy. Đấy, đi vào đây. Yeah. Ôi. Đây, vào trong nhà này thì chúng mình không thể đứng được các bạn ạ. Chúng mình lúc nào ở trong trạng thái là phải ngồi hoặc nằm. Ui, ui à sao ơi, một đống kiến này, ui. Đây là một tổ kiến này anh ơi. Một tổ kiến luôn, tí nữa thì lập cái này lên mái kia thì nó rụng hết vào đầu các bạn ạ. Mà không biết kiến này có ăn được không hả Sam nhờ. Ui, anh ơi, đen xì xì ghê ui, lắm này nè. Ui, rất là nhiều luôn, ui, một tổ này các bạn này. Kinh quá đi thôi. Thôi bỏ cái này đi không, tí nữa rụng hết vào đầu, cắn rồi thì mất ngủ các bạn ạ. Mặt trước ấy thì cái lều này nó hơi bị xịn rồi đấy các bạn ơi. Nhưng mà về phần đuôi này ấy, thì nó hơi bị thấp. Khéo khi ấy, tớ với cậu phải đi tìm thêm que biết. Đúng rồi ấy. Đi tìm thêm que. Bây giờ bọn mình đi sang bên này. Bên này, bên này nhiều que. Đi sang bên này tìm que các bạn ạ. Ôi dồi ôi, các bạn ơi, ở trong này có cái hang gì to lắm. Hay là hang cua hoàng đế. Nếu mà bắt được thì ăn ngon lắm. Khéo lại là cái hang không, mất công. À, anh Cấu Đỏ ơi, cứu em, cứu em à. Ôi, chị Cắn ơi. Anh Cấu Đỏ, anh Cấu Đỏ. Bita, 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 Bita. Ui, ui, Bita, 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 Bita. Sao đấy, sao đấy? Em bị con gì cắn vào tay không anh ạ? Có làm sao không? Ôi, em không biết. Ngón nào, ngón nào, ngón nào, ngón nào. Đâu, đâu có thấy gì đâu. Nó cắn vào ngón nào. Mày quá, em rút tay kịp anh ạ. Ui, em phải bắt bằng được con này anh ạ. Con gì đấy? Em không biết. Hay là cua? Chắc là cua ấy. Không biết là có con gì ở bên trong, nhưng mà Bita đang nghi là con cua hoàng đế các bạn ạ. Nếu mà có con cua hoàng đế thì anh em mình có thể sống ở đây một tháng nữa. Ui, ăn cua hoàng đế ngon lắm. Bita ai cẩn thận nó kẹp đi. Được chưa? Được rồi, được rồi. Đây đây đây. Ui, con Bita ai có gì đây? Ui, wow. Cua hoàng đế gì như này? Ui, đây là con rùa. Rùa hay sao? Đây, 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 đây. Rùa. Sao nó dính đầy cát này? À không, đây là con ba ba, con rùa phải có cái mai cứng hơn. Ui, ui, nó đi. Ui, 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 đây là con ba ba biển nói sao ấy. Ui, ui, cái đầu của nó kìa, cái đầu của nó kìa. Ui, con này cắn đau lắm đấy, Bita. May là em chưa bị cắn ấy. Mày, anh ơi, nếu mà nó cắn mình ấy, là mình mất luôn con tay đấy anh ạ. À. Bita mày lập công lớn rồi các bạn ạ. À. Đang ở trên đảo hoang mà bắt được con ba ba to như thế này. Hay đấy. Con này ăn cũng ngon lắm đấy, nhưng mà anh không biết thịt nữa. Đâu, xem nào, xem nào, xem nào. Bên dưới con này còn... Ui ôi, cũng trắng trẻo đấy. Ui, cái cổ của nó các bạn ạ. Ui, 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 ui. Nhìn này. Ui, siêu to. Ui, ui,
liệu nó có đớp không? Bị tai. Nó đớp hết. Đi đâu đây, vừa nắm to tay vào hang đó mà. Lúc mà to tay ấy thì ấy, bị ta nghĩ đây là cái con kiểu như là cô hoàng đế thôi. Ai ngờ lúc lôi ra nhìn thấy nó hình thù như thế này thì bị ta sợ chạy mất nước. Thế mà còn dám to tay vào đây bắt con này các bạn ơi. Ôi, nó ngốc quá thật đấy cả. Đâu? Ui, nó về hang của nó các bạn ơi, nó về hang của nó kìa. Nó về hang của nó. Ui, nó vào hang luôn này. Ui, nó vào hang này. Ui. Chắc là con này nó đào hang để trú ẩn đi Bita. Rửa đi cho sạch anh ạ. Rửa sạch cái ui đầy cát đến cái nơi này. Nào. Tắm luôn nó. Ôi giời ơi. Tắm. Ôi sạch đấy anh ơi, được rồi anh ơi. Con này bị thương ở đây rồi sao này? Thương. Ui. Ui nhìn cái đầu của nó này các bạn ơi. Thôi được rồi Bita ơi, nhìn này. Wow. Ui, đầu nó còn ngoạp ra ấy mà em thấy răng nó ấy là hơi bị to luôn đấy anh ơi. Ui, nhìn này. Đến này mà cắn là đứt tay đấy. Ui, nó cậu quá. Sợ quá anh ạ. Lần đầu tiên anh được cầm con ba ba đấy Hà Sam ạ. Để anh thả ra đây đã, không được cắn anh đấy. Mà anh bảo này Hà Sam ơi, em có biết thịt ba ba không? Em tưởng anh biết thịt. Bita biết thịt không? Em cũng tưởng anh biết thịt mà. Lần đầu tiên anh được cầm con ba ba thì lấy đâu mà anh biết thịt. Mà con này nó càng ngày càng cãi, anh không chịu nổi đâu, không cầm nữa. Hay là mình thả lại nó vào hang của nó đi nhá. Vâng. Con này mình đâu có biết thịt đâu. Đi, thả nó đi. Cuối cùng cái lều của chúng mình đã xong rồi các bạn ơi. Trên mái thế này rất kín, chắc chắn là mưa không bị ướt đâu. Và xung quanh này các bạn ơi. Úi trời ơi. Nhìn như này ngụy trang ngày tối này mà có con gì đến nó cũng không dám vào các bạn ạ. À. Cá sấu nó không dám bò vào đâu. Và đây là bên trong này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào bên trong cho các bạn xem. Hà Sam vào trước đi, Hà Sam ơi. Đấy em. Sao vào trước. Ui ôi. Ui ôi. Còn đâu thấp xuống, thấp người xuống. Ôi trời ơi, anh ơi. Sao mà trong này nó thấp thế hả anh ơi? Làm thấp để nếu mà làm cao quá ngoài biển này gió rất to và rất dễ sập. Làm thấp thế này thì mới không bị dễ sập. Mimi. Bita cò vào đi. Vào hết đi, vào hết đi. Xem mà lều của chúng mình chứa được bao nhiêu người. Ôi trời ơi. Ui giời ơi. Thoải mái luôn đúng không các em? Thoải mái luôn. Tối nay thế là chúng mình có chỗ ngủ rồi các bạn. Cái này nằm thoải mái luôn các bạn ạ. Ui giời ơi. Anh ơi. Thế này ngồi trong nhà này vô 2 ngày em nghĩ mình sẽ bị gù lưng. Tối mình sẽ nằm không. Ngày thì chúng mình sẽ đi ra ngoài. Chỉ có tối chúng mình mới chui vào trong này ngủ thôi các bạn ạ. Rất là đẹp. Mà anh bảo này, làm trong cái lều này cũng mệt rồi đúng không các bạn? Mà bây giờ cũng gần chiều rồi, trưa không được ăn, sáng không được ăn, bây giờ đói lắm rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình đi tìm đồ ăn đi. Bây giờ anh với cò với Bita đi tìm đồ ăn, còn Hà Sam ở nhà nhóm bếp đi nha. Lỡ chẳng may em nhóm bếp xong rồi, mấy anh ấy không bắt được con gì thì phí à? Không bắt được con gì thì sưởi ấm. Thế mà cậu không nghĩ ra. Nhưng mà cẩn thận ấy, không cháy lều ấy nhá. Tôi không có chỗ ngủ đâu. Đúng rồi, đi anh em mình ra biển bắt đi. Biển ở tít bên kia cơ các bạn ơi. Chúng mình đi sâu vào trong này để ngủ cho đỡ bị nước biển lên. Bây giờ đi bắt cá, bắt cua, bắt ốc. Ui bọn hai. Có cái gì đây này? Đây này Bita. Nhìn đâu, cầm lên xem nào. Bắt đây cái gì ấy? Ui. Ai à? Cái gì đây? Vàng. Wow, nửa đôi vàng. Ôi, cái vàng này là vàng nhân xí. Cái này là cái đồ kiểu là để kẹo ở trong để thắp hương ấy đúng không? Bán đi, đi. Chúng mình đang đi tìm ở đây xem là có nhặt được con cua hay là con tôm hùm nào không các bạn ạ. Hôm trước ở đây là chúng mình nhặt được con cua to đùng ấy đúng không? Có ấy. Anh cũng đỏ ơi. Có con gì đây? Đâu? Ui. Gì đây? Tại đùi. Ui có phải con gì không? Nhặt xem. Rửa đi à. Con này quen lắm. Phải, không phải con gì sao hay là hòn đá nhỉ? Con này là con hàu. Đúng rồi. Ui. Chúng ta hôm nay lại có hàu. Có hàu. Tìm tiếp ở đây. Tìm tiếp. Đây con. Đâu đây? Bita. Đây lại một con nữa. Ủa con này to. Ui giờ đi, giật kẽ mà. Có con nào không? Đây này các bạn ơi, nhìn ở nước ở chỗ này rất là trong nên rất là dễ nhìn các bạn ạ. Đâu. Lại nó bắt đầu một con nữa rồi. Ui có phải không nhỉ? Ui đây. À đúng, có phải không nhỉ? Đây anh nhìn. Đây rất nhiều rồi. Đúng rồi. Ui. Wow. Ui con này trắng ấy, đẹp to. Cái này chúng mình đập vào đây. Đập vào đây, thế là được mấy con rồi. Bốn con rồi. Tìm tiếp các em ơi. Đây. Bita. Vào. Đây. Có một cái lưới gì đây này?
kéo lên xem có con cá nào mắc ở trong không. Kéo hẳn lên đây. Kéo hẳn lên bờ, Peter. Kéo hẳn lên, kéo hẳn lên. Nhanh lên, thổi cá nó chạy mất. Đổ ra. Ui, đây, đổ ra con hàu đây này. Xong còn gì không? Có con gì không? Hết rồi. Đây, được 3 con hàu. Có con cá là không? Peter, bỏ hẳn ra xem nào. Đây nha, đây nha. Có rồi. Ui, chả có cái gì anh ạ. Chắc là lúc lắm anh ơi. Đây, con này nó sinh đôi. Con hàu sinh hai đôi con, hai con này sinh đôi. Hàu sinh đôi các bạn ạ. Nhìn này, rửa sạch xem. Ui. Ây, con bình thường nó như thế này các bạn. Mimi. Con này buồn cười nha, con này như... Bác là con này bị tật. Thế là mình được mấy con rồi anh? 2, 4, 6, 8 con rồi. 8 con, 4 người, mỗi người 2 con các bạn ạ. Ui ôi, nhiều hàu thế. Nhưng mà con này không phải nó bị thối rồi không? Mà ngửi mùi nó tanh tanh nhá. Nó mùi như thế đấy, Hà Sam ạ, làm gì phải thối. Đây này, bây giờ tớ sẽ cậy ra nhá, để chúng mình nướng. Kéo ở đâu đây? Kéo hôm qua tớ nhặt được ở ngoài bãi biển kia kìa. Ôi giời ơi. Ui, như này, đâu. Ui, nhìn nước này. Wow, sao veo luôn. Ui. Ôi, đẹp chưa, con này to thế nhở? Con này to thế. Đây, để cầm, để tôi cầm. Mang ra để nướng. Cầm con này có ăn trống nó không có ấy. Sống được anh ạ, nhưng mà mình cứ nấu chín thì cho nó chắc. Đúng là phải ăn chín uống sôi các bạn ạ, không đau bụng mà chứ đảo hoang thế này không ai cứu được đâu. Mà anh cũng nhặt được ở ngoài ven biển, không cái gì không có à Tam ạ. Ôi trời ơi các bạn ơi, có cả nồi có son các kiểu cơ. Nhưng mà han quá rồi nên anh không mang về đúng không? Nhưng mà mấy cái đấy kiểu han rỉ rồi, bẩn rồi. Anh chỉ nhặt cái này về, bây giờ anh làm cái phên để nướng rồi là sao ạ? Con này á, ở ngoài nhìn nó bẩn bẩn xấu xấu như này thôi các bạn ơi. Ở trong á, trắng trong... trẻo đẹp lắm luôn. Đúng rồi, thì nó cậy ra. Đấy, đây này. Bita cậy ra, bita cậy. Wow. Xính một ít các bạn ạ. Cắt luôn. Đấy, vào đây. Tò dã man luôn các bạn ạ. Bắt được hẳn một túi hàu mà cuối cùng về đây có mấy con này nó bị thối rồi đây các bạn ơi. Ê, còn đây mưa lên là nhóm bếp cũng hơi khó đúng không Hà Sam? Đúng rồi anh Gấu Đỏ ạ. Ui trời, đâu cái vỉ lưới của anh đâu? Đây thôi, nhưng mà có còn hơn không, có còn hơn tận dụng rồi vẫn đẹp luôn. Ui trời ơi. Để cẩn thận không là nó rơi hết đây anh ạ. 1, 2, 3, 4, 5 con. 6 con đi anh ơi, con này con sinh đôi mà. Con này vẫn chưa cậy được à coi. Chưa cậy được anh ạ. Vậy là hôm nay là ngày thứ 3 chúng mình ấy bị kẹt trên đảo hoang rồi các bạn ạ. 2 ngày hôm trước ấy thì trời rất là nắng nóng đến nỗi mà anh Gấu Đỏ thiếu nước. Suýt chút nữa thì không biết là điều gì sẽ xảy ra nữa. Còn ngày hôm nay ấy, tưởng chừng là mưa sẽ là một điều may mắn, bởi vì chúng mình ấy đã giải quyết được nước uống. Thế nhưng mà ấy, các bạn nhìn xem này, đầu Hà Sam này, rồi quần áo Hà Sam này đều bị ướt. Anh Gấu Đỏ thì vừa hôm qua ấy, anh đấy vừa bị khát nước này, mà hôm nay ấy, anh đấy lại gặp trận mưa như thế này nữa, thì không biết là sức khỏe của anh Gấu Đỏ có thể là tốt lên được không nữa. Nhìn mọi người như thế kia ấy, có vẻ là đang là rất là vui vẻ, nhưng mà thực ra ấy, mình tin chắc rằng ấy, ở trong lòng mỗi người ấy, là đang cố gắng động viên nhau vui vẻ như vậy thôi, chứ còn ấy, ai cũng nhớ nhà hết ấy, giống như mình nè, lúc nào ấy, cũng cười với mọi người ấy. Nhưng mà thực ra ấy, là mình đang rất là buồn, rất là nhớ nhà ấy các bạn ơi. Nhưng mà không biết phải làm như nào, bởi vì bây giờ ấy, chúng mình đang đứng ở đảo hoang mà. Bây giờ ấy, có buồn ấy, thì cũng chỉ kéo tâm trạng của mọi người ấy, là tụt xuống, trùng xuống thôi. Nên là chúng mình quyết định ấy, là phải vui vẻ, lạc quan lên để có thể cố gắng sinh tồn trên đảo hoang này chứ. Ui, chín rồi các bạn ơi, chín rồi. Ui. Nóng anh ạ. Ui. Ui, không mà ngon lắm. Con này ủa. Ngọt lắm anh ạ. Cho tất vào. Thế nào? Ngon. Quá ngọt luôn. Anh ơi, con này quá nhiều chất dinh dưỡng anh ạ. Anh cho con nào chín rồi. Ui nổ. Chùi kia chín rồi kìa. Đây à. Đấy, con này chín rồi anh Gấu Đỏ ạ. Ui. Nó nổ bắn tung tóe luôn kìa. Anh lấy con này. Ui. Nhìn này các bạn ơi, rất là ngon luôn. Hàu thì mình là ăn nhiều rồi, nhưng mà ăn ở trên biển này ngon thật các bạn ạ. Ui con này chú của nhà Tam ơi. Anh ơi, dùng cả vỏ nó bắn rồi. Ui dồi ôi.
Ước gì mà mỗi anh em được 10 con này nhỉ? Ôi, đúng. Thơm lắm luôn đấy anh ạ. Ôi, nó nóng. Thôi đi. Ngon lắm luôn anh ơi. Nhưng mà hơi sạn. Hơi sạn tại vì là cái vỏ nó bắn. Nó bắn cái vỏ vào hơi sạn anh ạ. Nhưng mà ngon. Mà mặn lắm luôn ấy. Không cần phải chấm chắc gì đâu. Ui. Pita, Hà Trâm, Kho, Pita ăn hỏng trúng độc rồi. Ôi, cậu có làm sao không? Tôi bật mép rồi. Em đang đánh răng, ăn hổ đánh răng cho thơm mồm. Hôm trước nhặt được cái bàn chải đánh răng, hôm nay mang ra đánh răng. Cứ tưởng là xùi bọt mép, đánh răng kiểu gì mà bọt dính tung tóe thế này, súc miệng đi. Trời mưa rét này, ăn xong thì bây giờ chúng mình chui ngay vào cái lều này để chờ trời tối mà ngủ thôi các bạn ạ. Bây giờ cũng 5 giờ tối rồi, chỉ còn 1-2 tiếng nữa thôi là tối om om đấy. Mình Pita đâu rồi? Đây, Pita chú tít vào trong à. Thôi, bây giờ chúng mình sẽ lựa chọn cái chỗ làm an toàn nhất, yên tâm nhất, tránh được mưa bão nhất để ngủ nha các bạn nha. Con đi đâu rồi? Đi.